Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2024, Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất và không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến. Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Giờ đây, đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây, thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Hạt giống nước trời. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, trong đại lễ tôn vinh hiện thánh 117 chân phúc tự đạo Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng chia sẻ: Đoàn thể đông đảo các tự đạo, những gian lao đau khổ, những giọt nước mắt, tất cả đã tạo nên mùa lúa vàng của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, tất cả những ai tin tưởng và kết hợp với Đức Kitô chịu tử nạn thì cũng sẽ được hưởng phần vinh phúc của Đức Kitô phục sinh. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chính Đức Giêsu cũng tỏ lộ cho ta biết về phần phúc dành cho những ai dám tin theo Người. Đó là sinh được nhiều hạt khác và sẽ được sự sống đời đời. Song, việc đi theo Đức Giêsu cũng đặt ra một chọn lựa đầy cam go. Đó là sự hy sinh, phục vụ và từ bỏ chính mình. Thật vậy, như chính Người đã nêu gương trước để xin ơn cứu độ cho nhân loại, Người đã phục vụ và hy sinh đến cả mạng sống mình. Như thế, lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy biết sống kết hiệp với Đức Giêsu ở đời này để có thể xin những ơn ích cho ta ở đời này và đời sau. Cụ thể, ta cần cố gắng học hỏi lời Chúa nhiều hơn để có thể hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn trong đời sống đạo đức. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng có thể ý thức và chủ động hơn trong việc yêu mến và phục vụ tha nhân. Hơn hết, để rao truyền và làm chứng cho tin mừng, ta còn được mời gọi dám đón nhận những hy sinh, vất vả và thua thiệt ở đời này. Bởi lẽ, ta tin chắc rằng tất cả những gì ta làm vì lòng yêu mến Đức Giêsu ở đời này thì sẽ đều sinh nhiều ơn ích cho ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám thực sự sống cho Chúa ở đời này. Hầu mong sau này con cũng sẽ được hưởng vinh phúc của Chúa trên quê trời. Amen.